Xin chào các anh chị, thì hiện nay Toyota Tân Cảng bên Tô Khoa lại về một em Innova số sàn 2022 nha anh chị ha. Xe này thì đi được 38.000 cây số rồi, đi cũng khá là nhiều nha anh chị ha. Nhưng mà xe mang biển số trắng không kinh doanh. Đó thì các anh chị thấy là cái chữ xua của bên Khoa thì cái màu trắng, cái nền màu trắng của biển số nha anh chị ha. Đó là xe bên mình là xe này thì biển số trắng không kinh doanh, nhưng mà tội cái là nó đi hơi nhiều thôi nha anh chị ha. Thì tại Toyota Tân Cảng thì xe có làm sao để như vậy, đi ít thì để nói đi ít, đi nhiều thì cũng nói đi nhiều nha anh chị ha. Chủ yếu là cái chất xe và cái giá cả bán cho anh chị thôi. Thì do cái xe này đi cũng hơi nhiều tí xíu, sau một năm hơn sử dụng thì bên Khoa bán đang bán là 1.708 cành cho em Innova số sàn 2022 nha anh chị nha. Cái xe này thì bên mình vẫn hỗ trợ trợ góp 70% cho anh chị luôn. Và có như anh chị nào mà có xe cũ muốn đổi thì bên Khoa vẫn hỗ trợ đổi xe cho anh chị ha. Thì hiện nay Toyota Tân Cảng bên Khoa thực hiện cái việc đổi xe thì một năm vừa rồi thì cũng được 13 trường hợp đổi từ xe cũ này qua xe cũ kia anh chị ha. Đó thì tháng vừa rồi cũng có 2 trường hợp rồi. Đó, cái việc đổi xe cũ cũng khá là nhiều, nhưng một vài anh chị thì ngại xe khác hãng không biết bên mình có đổi không anh chị ha, thì bên mình vẫn đổi xe cũ nha anh chị nha. Đó, xe 38.000 thì xe cũng còn khá là mới nè. Anh chị thấy cụm đèn còn rất là sáng nè, thậm chí như cái cản anh chị nha. Đó, anh chị thấy cái mí cản ở đây không ạ? Đó. Cái mí này là mí cản zin nha anh chị nha, nhưng mà xe này thì bị chày cản, nên bên Khoa sẽ cho sơn lại cản thôi chứ không có gì hết nha anh chị nha. Đó, hiện giờ thì cũng 4 giờ mấy, trời chuyển mưa rồi, nhưng mà vẫn quay cho anh chị thấy cái xe nó khá là đẹp, khá là sáng sủa nha anh chị ha. Đó, xe 2022 phơm mới, đi 38.000 nha anh chị nha. Thế nói mà cái ốp gương anh chị không, chạy tí xíu thôi, con không biết chạy ở đâu mà cái anh phụ trách kỹ thuật anh đánh dấu để cho sơn luôn chị. Đó, bên mình rất kỹ trong cái việc mà dọn vệ sinh rồi làm xe lại nha anh chị ha. Xe Toyota Tân Cảng thì cam kết không có quay đồng hồ rồi và không có đâm đụng nữa, anh chị cứ yên tâm vấn đề xe. Ô, xe này Khoa thấy một cái hay ở đây, anh chị thấy tại sao chữ Hàn Quốc rất nhiều không à? Thì chắc Khoa nghĩ rằng cái xe này á, là chạy cho công ty nên đâm ra có thể là đồng hồ bơm lên nó nên km hơi nhiều. Tại vì cái chất xe này Khoa nhìn thì nó còn khá là đẹp so với xe 38.000, thì nó xe này rất là đẹp nha anh chị nha, đi cũng tương đối là kỹ đó. Đó, vừa về tại Toyota Tân Cảng mà chưa làm gì hết luôn nha anh chị. À, vỏ bọng 38 còn rất là dày nha anh chị ha. À, chứ nếu mà vỏ 38.000, 40.000 thì nó phải nói là khá là mòn một xíu rồi. À, xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Anh chị nào mà có mua xe về thành phố thì mình tiết kiệm được cái chi phí 20 triệu ra biển số. Thì cái giá 708 này bên Khoa còn bớt cho anh chị nữa. À, thì anh chị thật sự cái xe này nếu mà anh chị ra hết giấy tờ luôn á, mà có bảo hiểm 2 chiều thì chắc Khoa nghĩ nó tầm khoảng 730 thôi. Đó, cái giá rất hợp lý cho anh chị nha. Đó, ốc cốp sau còn nguyên hết nha anh chị nha, ghế da luôn à. Đó, bộ đồ nghề bên Khoa mở ra này kiểm tra thôi chứ không có gì hết nha anh chị nha. Đây, gầm bồng, bánh xe cua còn nguyên luôn, chưa hạ nha anh chị ha. Gầm thì hơi dơ thôi nhưng mà còn rất là mới. Cái này bên mình cho vệ sinh nữa là bao đẹp luôn nha anh chị ha. Yên tâm về được chất lượng xe luôn. Đó, một cái xe Nova khá là đẹp nha anh chị ha. Đây nội thất nè, ghế da nè, anh chị thấy không? Trần anh chị ha. Khá là mới, khá là đẹp luôn. Cái ghế này hơi chạy đi nó xước anh chị, nhưng mà bên mình sẽ cho làm lại hết nha anh chị, yên tâm. Anh chị để ý nè, cái xe 38.000 mà cái cùi số nè anh chị thấy không, nó như mới luôn chứ không có nó cũ nha. Bởi vì Khoa nghi là cái xe này chạy cho công ty kích đồng hồ lên ăn tiền xăng thôi chứ không có gì hết trơn á. Đó, cái xe có chạy vài chỗ lắm tắm, anh chị thấy chỗ nào đánh dấu với lại sơn cho đó nha. Đó, xe nước sơn xin khá là nhiều luôn, khá là ổn. Mà hồi nãy cái cản bên kia thì có cái vết bên kia thì bên đây nó cũng có nha anh chị ha. Nếu mà sơn lại á là nó mất đi cái vết đó chắc chắn luôn, vì sơn là sơn cả cản mà. Rồi, bây giờ mình tới động cơ nè. À, đây phần động cơ ha các anh chị ha, xe nha, khung treo đèn nè, khung treo cách nước nè. Đó, đi từ từ cho các anh chị tham khảo luôn. Đó, rồi ốc cabo chưa tháo. Với lại anh chị nào mà đi mua cái Nova phơm mới anh chị nha, anh chị để ý dùm Khoa nha. Đó, cái sùng nè, nó hơi tròn nha anh chị nha.
cái form mới từ 2022 trở đi á, là cái sùng của cái Innova này nó tròn chứ không phải nó dẹp. Hồi trước nào mà anh chị nào đã từng đi coi Innova, những cái Innova mẫu cũ rồi, bây giờ qua Innova mẫu mới nó sùng chạy lại là không có nha anh chị ha. Sùng Innova từ 2022 trở đi là tròn hết. Nếu anh chị nào mà lên Toyota Tân Cảng bên mình xem xe thì bên mình có vài chiếc để anh chị tham khảo luôn đó, để mình khỏi bỡ ngỡ nha anh chị ha. Thậm chí như hồi xưa Khoa lần đầu tiên Khoa coi cái Innova 2022, Khoa còn bỡ ngỡ về cái sùng của nó nha anh chị ha. Rồi thì thôi đơn giản thôi, đây là Innova số sàn 2022 đi 38.000, Toyota Tân Cảng bên Khoa đang rao bán là 708 cành cho em Innova số sàn 2022, xe quá đẹp, option đầy đủ, có hỗ trợ trợ góp 70%. Anh chị nào thích Innova hãy tới Toyota Tân Cảng bên Khoa nhé, còn vài chiếc cho anh chị tham khảo nữa nha anh chị nhé. Rồi xin cảm ơn các anh chị ạ.